Chào các bạn, tôi là Phúc Nguyễn. Tôi là một người mê du lịch đến từ Cần Thơ. Trong 10 năm qua, tôi đã lang thang khắp các tỉnh thành của đất nước Việt Nam, từ làng quê miền Tây đến cao nguyên lộng gió, từ biển đảo xa xôi đến miền Bắc hào hùng. Tôi thích đi để trải nghiệm, đi để có cách nhìn chân thực và tích cực hơn trong cuộc sống. Với tôi, cuộc sống không chỉ là những ngày bừa bộn với công việc, dúi đầu chạy deadline. Tôi không muốn là một cỗ máy được lập trình ngày qua ngày để thực hiện những phép toán, những công thức phức tạp để rồi thời gian trôi qua, ngoảnh nhìn lại, tất cả mọi ngày đều như nhau. Tôi sợ cảm giác đó bởi vì tôi đã từng như thế. Chu du khắp mọi miền đất nước với biệt danh Tiêu Dao Tử, tôi đã có cái nhìn hướng ngoại hơn, suy nghĩ công việc thoáng hơn, có nhiều bạn bè hơn, thấy được đất nước Việt Nam mình rộng lớn và đẹp biết dường nào. Tôi muốn kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà tôi đã được nghe, chia sẻ cho các bạn trẻ những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy. Nếu bạn đang dè dặt chưa dám bước chân ra thế giới bên ngoài với 1001 điều lo lắng, thì những thông tin mà tôi chia sẻ sẽ hữu ích với bạn đấy. Biết đâu chúng ta sẽ lại gặp nhau đâu đó trên những cung đường. Nhớ follow mình nhé.